Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì con cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay con đang bán cây giả hạt Di Linh Xuân Tali, hàng ươm ki. Đây, hàng đây là hàng cắt ki nha cô chú anh chị. Cắt ki. Hàng cắt ki. Đó thì con trồng trong cái cục viên nén sơ dừa, con ươm cây trong cái cục viên nén sơ dừa, và hôm nay con ấy ra thì nó vẫn còn giữ cái bộ rễ nguyên vẹn ở trong cái viên nén sơ dừa này. Cô chú anh chị về ghép ở đâu nó cũng dễ hết, nó không bị chột. Với lại mùa này ta ly thì bắt đầu đứng ngọn rồi á, thì con so sánh đây, con bán một cái cây như vậy, cây thì nó rất là đẹp, cây thì con phải nói là nó rất là đẹp luôn. Đây cho cô chú anh chị xem, kích thước từ 18 đến 20 cm, giá 200.000 một ngọn nhé. Hàng này hàng ươm ki, giá trị nó cao hơn hàng gieo hạt nha cô chú anh chị. Hàng ươm ki con bán giá trị nó cao hơn hàng gieo hạt đó, và hàng này rất là chuẩn 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 mặt bông cho cô chú, chuẩn gọi là chuẩn vùng á, chuẩn vùng cho cô chú anh chị. Còn trong đây thì nó cũng ươm từ một số các mặt bông khác nhau lên, nhưng mà đa phần cái lô này thì hàng tali mặt bông rất là đẹp, nên con để lại, con giữ lại, con làm ki cho cô chú anh chị để cô chú anh chị sưu tầm. Đó. Cây phải nói rất là đẹp luôn, 200.000 một cây, rất đẹp luôn cô chú anh chị. 200.000, số lượng thì con không có bao nhiêu hết, con có được khoảng 30 cây thôi, 30 cây. Còn bên đây á thì có, bên đây nó có một số cây nhỏ hơn như này thì con bán 150.000. Đó. Hàng ươm ki luôn, cắt ki luôn. Quay thì thân thì rất là đẹp, tím rất là đẹp. Rất chắc chắn cô chú anh chị 100% là nó chuẩn vùng, không thể nào xa được. Đó. Ta ly. Rồi, cô chú anh chị mua từ 4 cây trở lên thì con bao ship nhé. 4 cây con bao ship. Số lượng thì nó chỉ có một ít thôi, những cô chú anh chị nào đặt trước thì lấy trước thôi. Không có nhiều. Còn hàng thì cô chú anh chị cứ về kiểm tra hàng trước khi nhận để tránh trường hợp nói hàng xấu, hàng đẹp. Nhưng mà con tin chắc rằng nếu cô chú anh chị mua lô hàng này, cô chú anh chị chắc chắn sẽ hài lòng vì lô hàng này. Con đảm bảo luôn, vì nó cực kỳ đẹp. Và nếu cô chú anh chị không tin tưởng thì cứ kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Con nói một lần nữa là cứ kiểm tra hàng trước khi nhận, tránh trường hợp một số anh chị mua bên con mà cũng đúng, có một số lô hàng thì có thể nó sẽ xấu, tại vì buôn bán không thể nào mà nó đẹp mỹ miều được hết được. Vì con buôn bán thì có lô đẹp, có lô xấu, thì chẳng may bán cho cô chú anh chị cây xấu thì cô chú anh chị có quyền trả lại, hoặc là kiến nghị lên bên con thì bên con sẽ bù vào những cái đợt hàng tiếp theo của chú anh chị mua. Đó là chính sách bên con bán ra. Rồi, con cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, con qua tiếp theo, đó là cái lô phiên đặc biệt hơn nữa. Phiên này thì nó là cây thác khói. Đây, cây thác khói. Cây này là cây tiểu vùng thác khói, là tiểu vùng thác khói lai với lại cây châu Như, thân rất là tím của chú anh chị nè, thấy ra đó, ha. Tiểu vùng thác khói là châu Như. Cây này Tết của chú anh chị chơi hoa rồi. Kích thước của cây này để con đo cho cô chú anh chị xem nhé. Kích thước nó thì tầm gần 40. Chậu này con bán là chậu số 1, con bán chậu này là con bán 220.000. Chậu số 1 220.000. Con qua chậu số 2. Chậu này con bán 450.000. 1 2 3 4 5 6 thân. Con bán 450.000. Con qua tiếp chậu số 3. Con qua chậu số 3. Chậu này là một thân dài 28 cm.
một thân dài 23 cm, một thân 10 cm, con bán với giá 350.000. Con qua tiếp cái chậu số 4, chậu này nó có một thân một thân một 44 cm, 44 cm, thì chậu này con bán 220.000. Con qua một chậu tiếp theo là chậu số 5. Chậu này thì thân khá mập, thân tím mập. Một ngọn dài 35 cm, một ngọn dài 13 phân, con bán 300.000. Con qua tiếp chậu số 6. Số 6 một ngọn dài 25, một ngọn dài 20, bán 250.000. Con qua tiếp chậu số 7. Ngọn dài 20 29 cm, ngọn dài 25 phân, con bán 300.000. Con qua tiếp chậu số 8. Một ngọn dài 45, một ngọn dài 27 và một ngọn nhỏ nữa. Con bán 350.000. Con qua chậu số 9. Một ngọn dài 34, phân, một ngọn dài 10 phân, con bán 220. Con bán 220.000. Con qua chậu số 10. Ngọn dài 2 ngọn, một ngọn dài 30, một ngọn dài 40. Một ngọn dài 40, con bán 370.000. Qua chậu số 11. Số 11 nó hơi dài 50 cm, thì con bán với giá 220.000. Rồi, đó là 11 chậu con đang bán ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị nào thích chậu nào thì có thể nhắn tin cho con hoặc điện thoại trực tiếp cho con theo số điện thoại con để bên trên. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị có ngày nghỉ lễ vui vẻ ạ.